Vân Nha Phố xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh cô Vân. Nếu mà mọi người muốn tìm cho mình một căn nhà để an cư tại khu vực Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa thì hôm nay thì hãy ghé thăm ngôi nhà tại khu vực này tại con đường đó là 122 Chế Lan Viên. Và đây là cái ngôi nhà mà ngày hôm nay Vân muốn gửi đến mọi người với tổng diện tích sẽ là 64,5m², diện tích sử dụng sẽ là 82,5m², kết cấu gồm một trệt và một lầu, được thiết kế rất hiện đại nha quý cô chú anh chị. Và ngôi nhà này thì dành cho những cặp và gia đình trẻ. Và ngày hôm nay với cái giá là 2,950 thì mọi người hãy tham khảo cái ngôi nhà hôm nay Vân gửi đến với mọi người. Bây giờ thì Vân xin phép quay camera sau để giới thiệu chi tiết về cái ngôi nhà đến với mọi người nhé. Vân Nha Phố xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube ở Vân Nha Phố. Và hiện tại thì ngày hôm nay thì Vân sẽ tiếp tục giới thiệu đến với mọi người thêm một sản phẩm. Và vị trí của Vân thì đang đứng tại trục đường Chế Lan Viên, Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và địa chỉ trên sổ sẽ là khu vực Tân Phước, Bình Tân, Vĩnh Trường nha quý cô chú anh chị. Và mình có thể nhìn ra hướng này tầm hơn 200m. Đây, mình sẽ thấy một cái biển đó là trường tiểu học Vĩnh Trường, là nó sẽ nằm ngay cái đầu ngõ đó, cái màu xanh xanh đó, đó sẽ là trường tiểu học ở Vĩnh Trường nha quý cô chú anh chị. Và từ vị trí này nếu mà di chuyển ra đường Phước Long thì tầm hơn 600m, và di chuyển ra đường Vòng Xoay Bình Tân thì tầm hơn 1km. Và tại khu vực này thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người một căn nhà tại khu vực Chế Lan Viên, khu vực Vĩnh Trường này nha. Và hiện trạng đây là cái đường bê tông rộng 3,77m, sâu quy hoạch là 5m, thì ô tô có thể là di chuyển vào trong khu vực này. Và mình có thể thấy thì mật độ xây dựng ở khu vực này tương đối là đông. Và ngày hôm nay Vân sẽ gửi đến với mọi người cái căn nhà bên phía tay phải của Vân đây. Và địa chỉ nhà sẽ đây là 122 Chế Lan Viên nha quý cô chú anh chị. Đây. Và với thiết kế rất là hiện đại, dù chỉ có 64,5m², ngang 4m, và gia chủ đã được thiết kế là gồm một trệt và một lầu như thế này. Và ngày hôm nay mọi người hãy theo chân Vân để Vân giới thiệu rõ hơn về cái sản phẩm này. Giá của ngôi nhà này sẽ là 2,950 nha quý cô chú anh chị. Bước vào cái cổng mình có thể thấy cái bờ tường của gia chủ sẽ để phần thô, những cái lỗ trống tạo cái hoa văn cho bức tường và cái điểm nhấn cho ngôi nhà. Và có một cái cây xanh như thế này đây. Đây, tạm dù là diện tích nhỏ nhưng mà bước vào ngôi nhà này đều có không gian xanh nha quý cô chú anh chị. Phía bên này sẽ là gia chủ trồng những cái cây xanh, như đây là cái chuối phải. Đây. Bây giờ bạn sẽ đi vô cái căn nhà. Đây, mình có thể thấy là ở đây là một ngôi nhà rất thích hợp cho những vợ chồng trẻ. Bây giờ Vân sẽ bước vô nhà nha. Không gian tuy là diện tích tên rất là nhỏ nhưng mà gia chủ thiết kế rất là thông minh. Đây. Bước vào không gian nhà mình sẽ cảm giác một cái không gian khá là ấm cúng. Và đây là ngôi nhà của gia đình trẻ nên là thiết kế rất là hiện đại nha quý cô chú anh chị. Mỗi góc nhà đều được trang trí những cái cây xanh tạo cho mình một không gian tươi mát. Thiết kế giữa trần nhà khá là cao và thông giữa tầng trệt với lại tầng lửng ở bên trên, tạo không gian thoáng mát khi bước vào không gian. Tuy là diện tích chỉ có 64,5m² thôi nhưng mà gia chủ thiết kế một cái không gian gia đình nhỏ rất là ấm cúng nha quý cô chú anh chị. Và cái kiểu cách này Vân thấy tương tự như những cái homestay ở Đà Lạt. Bên dưới góc cầu thang là gia chủ làm một cái tiểu cảnh tương tự giống như hòn non bộ. Thì tùy vào mọi người thì mình có thể giữ nguyên hiện trạng, hoặc là mình sẽ làm một cái hồ cá nhỏ tại cái cầu thang này cũng là khá là lý tưởng. Tại vì ở đâu đâu Vân cũng thấy là cái cây xanh ở trong nhà nên lúc nào cũng tạo cho mình một cái cảm giác vui vẻ mát mẻ ở trong cái ngôi nhà này. Và từ cái họa tiết cửa
và họa tiết của cái tủ á, thì nếu mà mọi người chú ý á, được bao tròn hết nhà quý của chú anh chị, nên là khi nhà mình có em bé thì mình cũng không có sợ khi những cái góc cạnh khi mà bé va phải. Ở phía từ phòng ngủ á, thì sẽ có một cái giếng trời, và sau đó sẽ có một phòng vệ sinh cũng như là một cái phòng kho để đựng các đồ dùng của trong gia đình của mình. Và gia chủ đã trang trí cái khoảng bước ra giữa cái phòng vệ sinh là đá sỏi, cũng tạo cho mình cảm giác thiên nhiên. Với thiết kế là cầu thang sẽ lên bên hông phía trước nhà, thì cầu thang sẽ được ốp gỗ nhà quý của chú anh chị. Thì nhà mình sẽ đi lên và tay cầm sẽ là được sơn màu trắng. Màu chủ đạo sẽ là màu cam trắng. Đây, mà đây là cái trần nhà là xây khá là cao và được gia chủ bắt những cái đèn cũng như là cái ô sáng để bắt sáng cho ngôi nhà của mình. Ở trên tầng này thì sẽ có một phòng ngủ và có một phòng vệ sinh bên trong. Thì gia chủ cũng đã thiết kế giường, một cái không gian học và để bàn làm việc cũng nho nhỏ, và một cái cửa mình sẽ nhìn được xung quanh. Chúng ta có thể thấy là ở hai phòng ngủ đều có sơn hai điểm nhấn, đó là màu cam với cái nền là màu trắng á, thì mình cảm giác là hai màu này phối lại với nhau khá là bắt mắt, đúng không mọi người? Như ban đầu Văn nói là đi mỗi góc nhà đều có cây xanh hết, từ trong phòng ra hành lang, nhìn ngôi nhà vẻ rất là tươi mát. Đây là phòng vệ sinh ở trên lầu, tương đối là khá là rộng rãi luôn. Văn đang đi và trong bán kính 1 km sẽ đầy đủ các tiện ích cho mình để mọi người có thể là thoải mái an cư tại khu vực chế lan viên Vĩnh Trường Nha Trang. Nhưng mà cái phía trước đường mà cái ngôi nhà của Văn giới thiệu là đường rộng 37 luôn, và con đường sẽ là đường thông với ra đường cảng Vĩnh Trường Nha Quý của chú anh chị đó. Mình có thể thấy là những khu vực này đa số là nhà lớn khá là nhiều luôn, và mặt độ xây dựng là đã lắp đầy rồi. Đây, mình có thể thấy là một căn nhà tương đối là rộng, và con sẽ di chuyển tiếp để cho mình thấy cái cảnh quan xung quanh. Và từ ngôi nhà này cách chợ, hai chợ là chợ Vĩnh Trường và chợ Bình Tăng thì là hơn 700 mét thôi, nên là mình cứ yên tâm về các tiện ích xung quanh của khu vực Vĩnh Trường của Nha Trang nhé. Đây, cái ngôi nhà mình sẽ là cái nhà có cái cây đó.